Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh đã đến thăm, chúc mừng, động viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Đến thăm Đại học Đà Nẵng, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh chúc các đơn vị và tập thể cán bộ giảng viên dịp 20 tháng 11 mạnh khỏe, ngày càng phát triển. Bên cạnh đó đánh giá cao Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, nhất là phát triển đảng viên. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy mong muốn đơn vị tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đà Nẵng và cam kết thành phố sẽ tiếp tục làm việc với bộ ngành trung ương để xây dựng Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia. Tại Học viện Chính trị khu vực 3, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đã thăm hỏi tình hình, hoạt động của đơn vị, đồng thời cảm ơn sự đóng góp của học viện trong nhiều lĩnh vực, nhất là đào tạo cán bộ thành phố và nghiên cứu khoa học. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của đơn vị trong thời gian tới. Lãnh đạo học viện cũng bày tỏ vui mừng khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và hứa đơn vị sẽ nỗ lực hơn để đóng góp xây dựng Đà Nẵng phát triển.